Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Thì cái lúc này thì chắc là mình cũng sẽ sấp mặt rồi. Ôi, đụng ngay nguyên cả cái team Clan Avenger. Thôi con này vỡ mồm rồi. Vừa mới đi làm về. Trời ơi, đang định chơi mấy ván mà lại gặp ác mộng ngay từ ván đầu tiên thế này thì chết. Rồi, team mình hay lắm anh em ơi. Cố lên. Ở bên kia có một người tên là Avenger Tony à? Ui, một quả bom nữa là mình đi. Một quả bom nữa là mình đi. Ý, ui rồi, có thằng nó spam 3Z kìa. Spam 3Z ngay trong cái nhà hẻm 3 ấy. Ui trời ơi, anh ơi đừng bắn 3Z, anh đục tùng một phát là coi như là đời em đi luôn. Trời ơi, làm clip mà mấy hôm nữa là mình bận, là không biết là bao giờ mới đăng được clip cho mọi người xem đây. Ôi dồi ôi, ông kia vẫn cứ bà ra đồng bắn đấy. Mình sẽ để mình bắn cho xong. Giết chết. Này này, mù chưa? Mù rồi thì làm sao mà bắn được. Rồi vào A đi. Ông kia đang cầm bom đi B à? Ôi, trong nhà. Trong A có. Ấy, tiếng châm vẫn ở trong la đấy. Trời ơi, không nghe thấy tiếng châm, không biết là có canh mình không đây. Thôi, hay quá, may nhá, tí nữa thì mình... Ôi dồi ôi, tí nữa thì hại đồng đội. May mà đồng đội bắn chết, không mà bắn chết xong rồi cái bom thì thôi. Bị đồng đội chửi cho thì thôi. Ôi trời đất ơi. Ở bên kia chắc là cầm toàn súng VIP không? Mình cũng cầm M451 xem không mua đi vậy. Hay, đồng đội mình bắn hay lắm. Ui dồi ôi, bom nó bay lên này. Quả này bị hiếp dâm rồi. Ui dồi. Ui. Ôi giời ơi, phía có bóng khói quá. Đồng đội mình giết cái thằng cửa hẻm B rồi. Phía có bóng khói. Bình tĩnh thôi. Chờ một tí, thời gian vẫn còn nhiều mà. Nhẹ thôi, đi nhẹ thôi cưng ơi. Ôi, trong nhà có đây. Trong nhà có đấy. Mình nghe tiếng chân này, ở trong Nga có đấy. Hình như trên cao, ấy mày nhớ. Rồi, bom ma đi. Bom ma thôi. Ôi, tôi chết rồi. Trốn. Không biết nhìn thấy mình không đây. Đợi con đi xong rồi mình sẽ bắn. Đấy, nhảy xuống rồi này. Anh đây cơ mà. Chết chưa? Quả may mà trốn kịp nhá. Chậm tầm 1 giây nữa thôi là bị ông kia ông phát hiện, chắc là ông cho mình lên thớt ngay. Đứng bên dưới bắn nó khó hơn ở bên trên. Mấy hôm nay đau hết cổ họng. Hò khu 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 nhông già. Mong sao hò yếu nhưng mà chim vẫn khỏe. Ý hay lắm, đồng đội mình. Đừng có nhờ đồng đội của mình bắn hay phết đấy. Ý, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Nhưng mà đồng đội mình bắn rất là hay. Ý kiểu trong B ra này đấy. Rồi bom ma đi, bom ma nào. Anh em về A canh bom. Rồi. Ta hẻm canh.
Đã gỡ đâu, trời ơi toàn thánh phán thôi. Ấy bây giờ nó mới đang bỏ ra này. Có ra thịt mình không? Ra này, ra này, ra này. Ui trời ơi, tí nữa thì chết nha. Đấy bên kia giọng toàn cầm súng VIP rồi. Rồi anh em ơi cố lên nào. Cố lên nào. Mở đi hầm B đi. Không thể chủ quan được thôi. Ôi chết rồi. Đồng đội mình chết một rồi. Thẻ mang hai đứa. Ok. Ui, ui. May nhá, nó có đồng đội cover. Rồi. Vào B vậy, vào B vậy. Vào B vậy. Với quả tính chân, quả tính chân. Đấy, quả tính chân này. Nó đang bên trái mình này. Không biết trong sai, chắc là trong sai đây. Hay, bắn hay lắm. Còn có một thằng nữa. Vẫn nghe thì tính chân còn một thằng nữa. Đấy, thằng cầm TMP. Hay, ui trời ơi. Ui. Ôi trời ơi. Ba. Ôi cạn lời. Ôi trời ơi. Bó tay chấm com. Cả đội đều nói vơ cơ lơ. Không thể tin được. Không hiểu chuyện gì xảy ra đây. Nào mùi đi. Em đừng có lên nhà anh. Em đừng có lên nhà anh. Ôi trời ơi. Chạy nhanh quá. Rồi, giờ yếu máu rồi đấy. Đây này. Nổ đi này. Ý, hình như có một thằng ở trong hẻm nhà này. Nhà hẻm ma này. Mình chả biết cái nhà đấy gọi là cái nhà gì. Cứ gọi là nhà hẻm ma. Có cái chân này. Trên cao A, trên cao A. Có ở đây à? Trong A. Đi xuống không? Trời ơi, tiếng chết rất là gần rồi. Ngay trên đầu mình luôn ý. Biết ngay mà, kiểu gì anh cũng nhảy xuống. Rồi, bom bê đi. Hay lắm. Thấy chưa, mình đã bảo rồi, đồng đội mình bắn hay lắm. Xông lên. Mình đùa đấy. Xông lên nhưng mà ăn hai quả bom là mình được bay. Ui trời ơi. Bom, ui trời. Không sao, đồng đội mình đã bắn được một thêm một mạng rồi. Mạng đổi mạng. Rồi. Nào hẻm A. Ê, nhặt bom đã. Ôi trời ơi, cung rồi. Ôi, cung thì bó tay rồi. Quả góc hẹp đấy, cung thì không chạy được rồi. Chắc chắn 100% luôn. Thôi, bàn cuối nào. Bàn cuối, cố lên. Dù chết chứ không chịu hy sinh. Nói chung nó vẫn là chết thôi, nhưng mà cố gắng đi. Thắng là được rồi. Ai, ui trời ơi. Ông này ông ấy kiểu tập chơi gumbo hay sao ấy. Ném bom như xuất quỷ nhập thần. Ê, biết ngay mà, kiểu gì anh cũng móc. Kiểu gì anh cũng móc. Đáng định cho bắn súng mà cho ăn trượt. Trong hẻm sao ấy. Ở trong hầm B. Trời ơi, nói nhầm. Năm đấy đồng đội mình vào này bắn rất là hay. Tuy không cầm mấy xe chết cũng nhiều, nhưng mà chắc là chết cũng bình thường thôi, nhưng mà bắn toàn những mạng quan trọng. Đấy. Hay. Đấy. Đồng đội anh bắn hay lắm, cover các kiểu. Ok, sang thêm và nưa vậy.
Giờ vẫn sớm, làm thêm 3 nữa rồi đi ngủ sao vậy? Ôi thôi, cất rồi, lại gặp tím rồi, trời ơi. Tím hình như còn ăn sao thì phải. Rồi, bên mình có cái ông VIP 7, không biết là bắn có được không đây. Thôi, trông mong vậy. Con này bắn slip đi. Cái map này nó rộng mà bắn slip vậy. Ui, bên kia bắn cũng bắn slip. Mình như bắn slip lại còn gà nữa. Đang cũng đang tập cố gắng bắn slip đây để thành Hồ An. Idol Hồ An. Bom rơi. iPhone rơi ở đây. iPhone rơi hành lang này. Bà xét để đi này chỉ có lục bom vét là nhanh nhất rồi. Đấy, ở đây chắc chưa có sảnh VIP đâu. Mình ở bên xem mà China toàn bắn với sảnh VIP thôi. Mạng chán đời nhở. Bắn chết trong một lúc sau mới hiện ra cái kim mắc. Điêu đừng hỏi luôn. Em đang ở đâu? Rồi chết rồi. Rồi bố mạng rồi. Hôm nay hên ấy nhở, hình như team mình bắn cũng hay phết đây. À mà mình ván nãy mình bắn 4 mạng rồi mà. Rồi, sẽ nhảy như thanh gióng. Nào, ra đây. Không có ai canh B thì mình cũng bắt buộc phải kia canh B rồi. À kia có ông kia sang hỗ trợ B rồi. Ông, ra mít đi. Canh mít còn móc mít. Đấy, biết ngay mà, vừa mới nói xong nhá. Nó móc mít đấy. Hay, có thằng nào nữa không? Rồi, cái chỗ góc này là mình không bắn được. Bắn rất là khó. Đấy, vừa nó có cái thành ở hành lang có xe mà. Nếu hôm nào phải tập slip. Bắn mấy cái map C4 bình thường ở bên xe Martina xong rồi tập bắn ở góc này này. Đấy, muốn thành cao thủ thì phải tập luyện. Rồi. Ôi giời ơi, quả đục thủng. Có một bạn nữa thôi, có một anh nữa thôi. Không biết ở đâu luôn. Ôi. Ở đâu? Dốc bên nhà nó à? Đồng đội mình chết ở phần dốc B sao kìa. Cứ đi chậm chậm thôi. Đồng đội mình lên tận nhà nó rồi sao kìa. Ôi trời ơi. Sao lại chết? Trời ơi. Úi, nó kìa. Úi. Bạn ơi, bạn có sang đây không? Bạn có đi B không? Bạn ơi đi B đi. Đi B của mình không đi. Bây giờ mình chạy mà về A mà cỡ bom gì nữa thì lâu lắm mất thời gian. Vào đây. Vào đây, tổ chết con rồi. Trời ơi, trượt nó mới đau ơi. Trời ơi, ô tổ xác định rồi. Thôi quả này mình chết rồi, quả này vỡ mồm. Anh ơi, tôi ở đây. Ui giời, ui mày quá, hai thằng đều nhiều máu à. Ôi. Mày quá. Canh mít đi, để tôi đánh A cho. À tôi canh B cho, đấy, có thằng đi. Có thằng lấp nó ở B này. Có thằng lấp nó ở B. Mấy cái chỗ đấy đục được các bạn nhá. Cái cửa sổ bé bé, đục được ấy. Đấy, đừng có nhờ đồng vợ của anh. Rào. Lên không bạn ơi? Có lên không? Bạn đang ở rào đúng không? Mình biết là bạn đang ở rào mà. Ê trời ơi.
A chết rồi, cái ông thủ trên A chết rồi. Rào A, tất nhiên nó ở rào A rồi. Trên đầu mình sao? Ui giời, phí quá, phí quá. Ôi kìa, không bắn thú chết được. Ôi giời ơi, hai cơ hội nhưng mà bỏ lỡ hai cơ hội. Nhưng bắn mà di chuyển ngay ấy, mình quay bắn tanh ấy, bắn tanh thế vọng cũng phải di chuyển mà. Thế là cầm slip bắn di chuyển thì nó sẽ không trúng đâu, mặc dù hướng vào người địch rồi. Tâm là căn chuẩn rồi, nhưng mà di chuyển phát là không trúng. Có anh nào đi ở đây không? Không ai canh B, đúng không? Trời ơi, không ai canh mid luôn à? Trời ơi, một mình canh mid với cả canh B thì làm sao mà canh được đây? Ây, chết rồi, đi đống nữa, còn chết đống nữa kìa. Ôi, thôi chết rồi, trên nào, trên nào, trên nào. Một em, một em. Em đi đâu em ơi? Anh ở đây cơ mà. Rồi, còn ba em nữa. Rồi, nhiệm vụ bất khả thi đây. Cầm tanh còn được, nhưng mà cầm sở đít thôi. Mình đã nỡ cho sở đít rồi thì thôi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Ôi dồi, phí mất rồi em, chậm quá, bây giờ phí mất em. Chết một em đi, còn một em nữa. Nào ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ôi, thôi quả này vỡ mồm rồi. Trời ơi, sao không ra nữa, trời ơi, sao không ra nữa để cho tôi bắn đi. Bó ma luôn, nó mới đau kìa. Đáng định đi hành lang bóc. Sao là nó biết mình ở rào, xong là bắn rồi. Rồi, em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Ui, em đang ở đây. Tôi quả này chết rồi. Kiếp ngay mà, hai đều rồi. Đồng đội ơi, đồng đội ơi, đừng chết. Thôi, không, thôi, thôi, không dại. Mình bắn sân đi gà thì tốt nhất là không nên đấu đầu cái chỗ đấy. Bọn này mình biết mình canh B, nó không đi B à? Tải thật đấy. Bọn này tập trung vào rào ở đây, hành lang á. Ý, trên ngay trên đầu mình rồi, để nó chiếm hành lang rồi. Trên A kìa, bắn đi. Đúng rồi, hay lắm. Cho thằng nào ra đây không? Thằng nào hành lang không? Có ông kia đang ngắm rào. Ôi, rào chết rồi. Tại về A thủ à? Thật thật đấy, đồng đội bắn skin yếu mà cứ lên, cứ thích bắt nó làm cái gì. Chán đời bây giờ. Anh kia đang canh A. Canh A chắc vào nhá. Đây, có một thằng này. May, may này. Hành lang trên một, còn một thằng nữa đang ở rào đấy. Hay, hay lắm. Canh, canh kỹ vào. Bom ở đâu, bom ở đâu, bom ở đâu. Ui, bom rơi ngay đây. Canh đấy nha, để tôi canh hành lang cho. Nô thế nhở? Ui, nó lên! Tôi xong. Đồng đội ơi, đồng đội ơi. Hành lang, cố lên bạn ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Thôi chết rồi, trời ơi, quả mình canh nỗi quá, sorry bạn nhá. Sorry. Quả canh nỗi quá. Trời ơi, để ta đứng ngay chỗ phần đường thẳng ấy, để ấy thẳng chỗ này này. Thì bắn slip thì nó ngon hơn. Tự nhiên đang đi ra đi này xuống phát thì nó lên. Và để hơi cuống.
À quên, mình cũng có nói thêm một số vấn đề như là những bạn nào mà comment ý, comment vào cái kênh YouTube của mình ý, comment vào những video mình tải lên, hoặc comment mà thiếu văn hóa ấy, chửi bậy các kiểu là mình khóa hết, mình khóa chat vĩnh viễn hết. Đấy, các bạn cứ để ý, mình sẽ xóa và khóa chat vĩnh viễn hết. Bom pha được B sai nhá. Mình nghe thấy tiếng chân ở B rồi. Để em đang ở đây này, rồi còn một em nữa thôi. Còn một em nữa thôi. Ôi thôi chết, bom khói. B B B, đồng đội đâu hết rồi, còn có hai thằng kia, vào B nhanh. Ấy, trời ơi sao đi đường này, thôi chết rồi. Vào đi, vào đi, vào đi. Thôi. Biết ngay mà. Đồng đội chán quá. Còn có hai thằng mà chúng nó ăn hết rồi kìa. Thôi. Biết ngay mà. Rồi, 2-4 rồi, bị dẫn trước 2-4 rồi kìa. Chửi cái gì? Chuột. Ông nào comment thế? Rồi chuột kìa. Ở bên kia sao? Chuột. Ơi là gặp mấy thánh này đọc comment cũng buồn cười. Thôi mình sẽ cầm tay mình xông lên tận nhà nó luôn. Đấy, một em nữa này. Hai em. Bom, bom không rơi. Bom chưa rơi. Rồi, còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Đấy, trên này, trên này. Trên này, em chạy đi đâu rồi? Em chạy đi đâu được? Ở nhà nó, nhà nó, nhà nó. Lên đi. Nhà nó kìa. Yếu máu rồi, yếu máu rồi. Câu giờ, câu giờ. Ôi trời ơi. Ở nhà nó kìa. Bom rơi kìa. Rõ ràng lúc nãy nhìn bom rơi mà không biết à? Cố lên làm sao được, cố cũng hơi khó đấy. Thì mình tận là 4 thằng cơ mà. Bạn không chạy được đi đâu đâu. Đấy, bảo rồi. Ông đeo vô máu thì làm sao mà ấy được. Thôi, chuyển sang bắn tanh đi. Bắn tanh đi, chứ bắn bắn sniper nó ngu quá. Thì thôi, chuyển sang bắn tanh. May ra thì còn gỡ lại được, còn thắng. Ui, nó đi à? Ui, đông, bê đông, bê đông, bê đông. Bê đông lại, bê đông lại. Một thay em. Xông lên, xông lên, xông lên, xông lên, xông lên. Em có đút, em còn đút đấy không? À không, mình không còn rồi. Đồng đội mình lên tận dốc, cần dốc bê cho nó đi kìa. Nhanh thật đấy. Ý, ở hầm bê mà không biết à? Hầm bê, hầm bê, hầm bê. Hầm B này. Hầm B này. Rồi hầm B chết rồi. Còn này lại xông lên nhà nó đi. Xông lên nhà nó đi. Nằm quả bất ngờ đi vậy. Xông lên không. Mình đùa đấy, không xông lên đâu. Ôi vừa mình chưa gì đã chết rồi kìa. Cố lên anh em ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Bọn mày kêu lại để à. Tài. Bọn có hóa đấy không lên à? Ê, à thấy chân hầm B. Hay, hay lắm. Ui, ui. Ôi, thằng vua mít nhà nó. Thủ đi anh em ơi, thủ đi. Trời ơi, mày bôi, thủ đi, thủ đi. Một em. Thôi, chết rồi, quả đấy vỡ mồm rồi. Thôi, xong rồi. Ông kia bắn sniper kinh quá. Rồi, còn hai người này. Không biết có trông mong gì được ở đây đây không. Nhà nó sniper đấy. Đừng có lên. Nó cái kia. Không biết ngay mà.
Rồi, còn cái ông này BIP7 đấy, Never 71. Cố lên, khích lệ đồng đội tí, động viên đồng đội tí. Nhà nó snip đấy. Cái Nga đi vậy, cái Nga đi. Cố lên bạn, là niềm hy vọng cuối cùng của cả đội đấy, của cả team luôn ý. Lúc từ quán từ nãy mà cầm tanh thì có khi là may ra là xong từ nãy rồi ấy. Ôi, nhiều ông này di chuyển nghe nó có vẻ mà thôi. Ui, bom bê luôn. Thôi chết rồi bạn ơi, cố lên, mình không phải xoắn. Cố lên, hay một em, còn một thằng nữa thôi. Ấy, mình đã bật nick rồi, cố lên. Đường này cũng được. Hay, tuyệt vời. Đấy, cái độ đẹp trai nó ở đây này. Đấy, hay lắm. Hay. Rồi, thắng rồi. Rồi, ôi bom. Đấy, bom nổ nữa thì thôi, mình cũng cạn lời. Ok, mình cũng dừng ở clip đây nhá. Thôi, mình đi ngủ đây. Mấy hôm nữa chắc mình mới đăng được clip. Bye bye, see you again mọi người. Và tìm phải làm sao.